Lời khai dẫn người của nghi phạm vụ truy sát đôi nam nữ trên phố ở Bắc Ninh. Đối tượng khai từ Tuyên Quang xuống Bắc Ninh mới đi mua dao vì sợ đi trên đường, bị bắt thì sẽ không thực hiện được ý định giết người của mình. Ngày 25 tháng 10, Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phan Thanh Hoàng, 19 tuổi, ở huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang, về tội giết người. Theo kết quả điều tra ban đầu, vì mâu thuẫn tình cảm, tối ngày 24 tháng 10, Hoàng mang một con dao loại chọc tiết lợn đến gần quán làm tóc V, H, ở đường Nguyễn Gia Thiều, phường Tiền An, thành phố Bắc Ninh và ngồi đợi, quan sát. Mục đích của Hoàng là tìm giết chị NTB, 19 tuổi, bạn gái cũ, cùng quê Tuyên Quang. Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, Hoàng thấy chị B mở cửa ngách nên đối tượng xông vào, dùng dao đâm nhiều nhát vào người bạn gái cũ. Khi đó, anh HXD, 21 tuổi, bạn trai mới của chị B, nhảy vào can ngăn nhưng cũng bị nghi phạm đâm gục trong tiệm tóc. Trong lúc Hoàng tấn công anh B, chị B bỏ chạy ra ngoài thì bị Hoàng đuổi theo truy sát đến trước số nhà 274. Tại đây, đối tượng tiếp tục thực hiện hành vi. Thấy chị B không còn sức chống cự, Hoàng quay lại quán làm tóc, sát hại tình địch. Sau khi gây án, Hoàng ở lại hiện trường, ngồi đợi cơ quan chức năng đến bắt giữ. Hai nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng chị B đã tử vong vào rạng sáng ngày 25 tháng 10 còn anh D đang tiếp tục được điều trị trong tình trạng hôn mê sâu. Tại trụ sở điều tra, Hoàng khai quen chị B qua mạng xã hội từ năm 2019. Thời điểm đó, chị B đang học cấp 3 tại huyện Yên Sơn, Tuyên Quang, gần nhà Hoàng. Đến năm 2020, chị B học hết cấp 3 nên Hoàng rủ về Bắc Ninh làm công nhân. Tại Bắc Ninh, Hoàng và chị B thuê nhà ở cùng nhau tại xã Phương Liễu, huyện Quế Võ. Sau đó cả hai bỏ việc về Tuyên Quang. Đến tháng 3 năm 2020, cả hai xuống khu công nghiệp Yên Phong làm công nhân và tháng 5 năm 2022 thì nghỉ việc, sau đó đi làm tuyển dụng lao động. Thời điểm này, giữa chị B và Hoàng xảy ra nhiều mâu thuẫn. Chính thời gian hai người xảy ra mâu thuẫn, chị B quen biết với anh Hoàng Xuân B, quê ở Cẩm Khê, Phú Thọ. Do đó, Hoàng thường xuyên ghen tuông và đánh đập nên chị B chia tay Hoàng và xin làm nhân viên ở quán cắt tóc ở phường Tiền An, thành phố Bắc Ninh. Trong thời gian này, Hoàng nhiều lần níu kéo, muốn quay lại nhưng chị B không đồng ý vì cho rằng Hoàng bạo lực hay đánh mình nên hai người thường xuyên nhắn tin chửi nhau. Để níu kéo tình cảm, ngày 1 tháng 9, Hoàng lên mạng xã hội tải một clip của một nữ giới hở vùng nhạy cảm, không quay mặt. Sau đó chụp lại một ảnh trong clip gửi cho chị B và nói clip này của chị, đồng thời đe dọa chị B sẽ đăng clip trên mạng. Thấy thế, chị B sợ không dám liên hệ với anh D nữa. Đỉnh điểm mâu thuẫn của vụ việc bắt nguồn từ việc Phan Thanh Hoàng vay của chị B 1 triệu đồng để trả góp điện thoại và hẹn đến giữa tháng 10 sẽ trả. Do chưa có tiền trả nên Hoàng và nạn nhân thường xuyên xảy ra cãi nhau. Đến ngày 20 tháng 10, Hoàng biết chị B về quê nên lại nhắn tin cãi nhau, lúc này chị B đòi tiền Hoàng. Thấy chị B đòi tiền, Hoàng cay cú đăng clip có nội dung nhạy cảm lên mạng xã hội khiến nạn nhân bị mọi người hiểu nhầm là cô gái trong clip. Thêm chuyện này, hai bên lại tiếp tục xúc phạm nhau. Cho rằng chị B xúc phạm gia đình mình nên Hoàng bức xúc, nảy sinh ý định giết người. Hoàng khai ý định ban đầu của y là muốn sát hại chị B nên đã quyết định ngày 24 tháng 10. Khi từ Tuyên Quang xuống đến thành phố Bắc Ninh mới đi mua dao làm hung khí vì sợ đem theo từ nhà sẽ bị lực lượng chức năng phát hiện. Bắt giữ ngay trên đường thì sẽ không thực hiện được ý định sát hại nạn nhân của mình. Hiện, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đang củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định.